Nhóm chó đồng xin chào mọi người. Hôm nay thì hai mình đi đến một cái khu vực mà chó hơi lớn á mọi người. Mong mọi người nghe và thông cảm nha. Chắc là hơi ồn. Ở nơi đây có rất là nhiều loài chim mới lạ là mình mới phát hiện đây. Nên mình đến đây để quay và cho mấy bạn xem và chia sẻ với mọi người vào những cái loài chim mà mình đang tìm hiểu. Thì như mình đã có cho bạn xem ở cái đầu video, ở đây có nhiều loài chim lắm, nên bây giờ hẹn như bữa nay thì mình sẽ đi tìm những loài chim sáo trâu hoặc là chim sả. Ở đây hành trình có thể là sẽ dài tập, mong mọi người đón nhận nha. Cái phần của mình nghĩa là nhiều tập đó trong một cái chuyến đi này, tại mình đi cái chuyến đi này hơi rất xa nhà mọi người, để tìm hiểu về loài chim này. Ở đây thì có hồ sen, ở đây gió rất là mát. Ở đây thì mình đi giờ này thì mấy giờ ta? 9 giờ mấy hả? 10 giờ. Thì cũng 10 giờ về. 11 giờ. 11 giờ. Nhưng mà trời rất là mát mọi người. 11 giờ nhưng mà trời rất là mát. Trời muốn mưa đó vậy á. Thấy nhiều hộp nè. Có đem cái bọc hay không? Có. Rồi bây giờ cùng mình nè, cùng hai mình đi hành trình đi tìm loài chim đấy nha. À mọi người, mình bây giờ mình đang tiến đến cái ngôi chòi đó, nơi những con chim. Mình đến đó coi, mình sẽ tìm hiểu về nó và xem có tổ của nó ở đó hay không. Nơi này rất là gió các bạn à. Nếu các bạn nghe mà thấy ồn tiếng gió thì bạn thông cảm cho mình nha. Tại khu này gió quá lớn. Ở đây có một đàn chim di đang bay rất là nhiều. Theo mình thấy trước mắt mình là một căn lều. Theo mình nhìn bên ngoài nhìn vào thì chắc không có người ở các bạn à. Mình sẽ đến đây tại trời cũng rất là tối, rất là mưa. Mình sẽ nếu mà vào bên trong được á, thì mình sẽ núp mưa trú mưa luôn, hoặc là nói chung là tránh mưa đó. Thì mình sẽ quan sát vòng vòng nơi đây coi có loài chim nào không, hoặc là những động vật nào mà quý hiếm hay không. Mình sẽ quay qua. Ở đây là một cái lều mà người dân người ta sống, không phải là sống, người ta chứa những cái dụng cụ phân bón như là đồ để làm nông, làm rẫy các bạn. Mà bây giờ người ta không qua mùa vụ rồi, không còn ở đây nữa. Nên mà cái căn lều này cũng không có phá các bạn nhé. Không có đồ đạc gì cả, nên người ta không phá, mình mới tự ý vào. Chứ nếu mà có đồ bên trong mình cũng dám vào làm gì. Còn đây là cái mấy cái tổ cái hang kiến của kiến sư tử nè mọi người. Kiến sư tử thì ở quê mình á, người ta gọi là con cúc đất. Cúc đất là nói chung là hồi nhỏ mình đưa cái lấy đồ xe nó lên. Bắt nó lên thì chơi thì thôi chứ không làm gì. Nó làm cái tổ này giống như hình cái phiểu rồi, thấy không? Thì cái tổ nó làm vậy nè, con kiến sư tử nó nằm dưới cái lỗ đó, nó nằm ở dưới trong này nè. Nó làm cái này là ở dưới mục đích là để cho những con kiến khác hoặc là những con côn trùng nhỏ đi vào lọt vào đây, thật là càng dễ dụ thì càng tuột xuống, mà tuột xuống thì xuống dưới thì nó nằm dưới nó chờ đến khi phát hiện con mồi nó lên nó tấn công và nó ăn thịt thôi. Để mình lấy cách mình cho con cháu mình nó bắt nó lên nhé.
xe đi. Được chưa? Chưa. Ở đây thì mình sử dụng bằng mấy cọng tóc các bạn. Có thể dùng cỏ nữa mà cỏ nó phải những con nhỏ. Con nhỏ làm xe được vậy là sớm có xe được không? Ở đây là cái chỗ người ta trồng đinh lăng đó mọi người. Đinh lăng làm thuốc á. Như ngâm rượu gì nói chung là đủ thứ. Ta làm cái gì mà tôi nói một chỗ này. Có một cái này lại gì vậy? Cái đinh lăng. À, trời. Đi chút xíu mưa, đi xíu mưa rồi sao rồi. Ở gần núi nó vậy đó. Không đụng mây là không mưa. Mây dội núi là mưa, mây dội núi là mưa. Nãy mấy chim nó cắn lộn có ở chỗ này nè. Quá trời luôn. À, chim sả với mấy con sáo, 16. Gì? Bên kia kìa, người ta tìm bên kia. Cái xe có mắt ginh ngang quanh đây mới được. À, núi là nhìn đẹp không mọi người? Mà do trời không có nắng cái không thấy đẹp. Chứ nắng thì cảnh nó đẹp lắm. Mắc cỡ cho ăn hết nữa nè. Mắc cỡ này nó trị được một số bệnh về gan đó mọi người. Và động kinh này nọ, chung cũng khá nhiều loại bệnh. Thấy không? Ở đây có mấy con ấy từ từ thôi. Ở vùng núi thì nó còn không có tổ hả? Nó ở mấy cây cao mà. Đi qua cái khu bên đó, mấy nhánh cây cao cao. Nó đảo đảo đây nè, cái tổ nó đâu đây nè, cái lùm này nè. Mới cắn lộn với con sáo này đây. Đây là chúng đâu con chim sả hả? Tao chưa gặp gì nó kìa, cái tổ kìa, thấy không? Ủa đâu phải, mưa râm nữa rồi ông này. Lâu lâu đi ra đây là phá hoài. Cái đó cái gì vậy? Cục đó cục gì vậy? Anh đang trong hành trình đi quay các bạn à. Tự nhiên cái trời đổ mưa, hai con cháu tắt tóc chạy ngược vô chồi lại. Đi trong đi, hết mưa rồi cái hả? Nghỉ chút đi. Mưa hoài quá, vừa đi kiếm bộ chim vừa gặp à. Mà bị vậy. Mưa được mấy hộp cũng hết mưa rồi. Thôi mình vô đây mình ăn mì thôi. Mình vô mình ăn mì. Đấy, ta xé con mì ra. Cái bụng mới đi sớm giờ. Nhờ ở đây có cái chòi nè mọi người. Cái chòi của người ta làm ruộng á. Người ta để đây. Cái gì? Còn sống các bạn ơi. Đi cực khổ lắm, có khỏe gì đâu. Gió. Nó mưa nữa rồi đó. Không biết nào luôn. Vừa thấy được cái hai chim sả mọi người. Thôi đi. Sả nó cắn lộn, mấy chim sả nó cắn lộn với sáo. Quên, mọi người ăn cùng á, quên không? Vì sống luôn rồi. Nhiều nhanh cục nha. Mưa tới ngày cũng ướt rồi, mô quá ngày cũng uống nước mới rượu vô rượu. Ngọc Trinh đàng hoàng hả?
Ngọc Vinh. Mẫu Ngũ Ngọc Vinh. Ở dưới này có đồ lạ lạ, để mình xuống dưới đây mình coi. Ở đây coi chừng có cái hàng của con ấy á luôn. Hàng của con chim bố cá. Đồ này ngộ ta. Đó giờ mới thấy luôn á. Lạ lắm luôn. Cầm máy cầm quay tao coi. Hỏi mày. Đi đâu? Nói nước miếng cái tổ con này con gì đâu á. Lạ quá lạ này. Ngốc luôn mày ơi. Dạ. Ngoài đó có nó kìa, ngoài đó nhỏ. Đâu? Ngoài đó. Đi xíu. Đầu gách luôn rồi. Trong có gì không? Chưa biết. Trứng không thấy không? Trứng không à. Mà cái tổ gì ngộ mày? Kỳ nhông cái đà đâu á. Con kỳ nhông nào mà vậy? Con kỳ nhông nó tỏ nó tiết ra một bãi nhờn nhỏ thì thôi là nó do nó đánh thân. Con này con gì? Nó con đâu phải đẻ trứng đâu. Tổ gì cũng luôn. Tổ gì anh biết không anh? Ngộ không? Ông có đem biết ở đâu tổ chim nhiều không? Đứng cao rồi đi lên. Ý, núp. Nó chạm hả gì? Nó phải chạm không ăn vô chạm luôn. Nè, đi đây. Đi đây, đi xuống. Nó chết chết luôn rồi. Ngon quá. Đi ra cái bọt luôn mày. Bọt chứ đâu nữa. Ngon quá ta. Xé ra trong cái gì vậy? Lạ. Nhạo nhạo quá ghê vậy. Gốm ơi. Lên nè. Ồ. Ghê vậy? Đó, trứng ra đó. Trứng ra, trứng ra. Mày cứ ghi nhện không? Nhện là bự vậy. Nhện ghê vậy? Lạ. Này mọi người, có ai biết kìa cái này không? Cái tổ này tổ gì? Ai biết mà thì comment bên dưới giải thích giùm mình cái nha. Nó giống như một bãi nước bọt. Ừ, mày thấy là ghê. Nó cũng giống như là nhện, mặn nhện. Y gan cái gì? Xốp ấy. Ờ, y gan xốp. Mà trong đó trong chắc nhão nó có những cái trứng trắng. Ăn thử coi. Coi thử coi cái quỷ gì. Thật sự được mình rất khó. Đó giờ mình không có biết gì cái tổ này. Mọi người nào biết cái gì cái tổ này comment lại dưới cho mình tìm hiểu thêm nha. Nhớ comment nha, mình nhắc lại nhiều lần là chỉ để là mình muốn biết cái này là cái tổ của con gì. Mà cái con này cũng bự nó mới làm vậy nè. Chứ hỏi mày nhỏ không bao giờ làm được vậy. Thì nó bự lắm á. Nó bự nó mới nhả được cái cục bự vậy nè. Bọt một loại động vật gì đấy. Mà sao mà nó ở trên cây? Chẳng có lẽ là khi nào là yến sao? Tổ yến mà vậy sao mang. Tổ yến nhè nhụa ghê. Nè đây nè, để đều ăn xem. Bạn thấy gì không? Bên trong rất là nhiều trứng nữa bạn ơi. Rất là nhầy. Yeah. Đấy. Nhìn thấy ghê tởm. Đó. Trứng không à. Mà giặt thử là rất là khó để mình ý thử nữa kìa. Không có mùi. Không có mùi à? Ừ. Ăn thử miếng em đếm. Đếm. Gớm quá đi.